rầy mình chạy từ Bắc tới Nam bây giờ là Pháp nó làm gì trước rồi đó, nó để lại cho mình bao nhiêu là thứ rồi, những cái tầng nhà, ví dụ những cái tòa nhà mà ở ngoài Sài Gòn đó, mấy cái tòa nhà mà đẹp đẹp theo cái kiến trúc đẹp đó là cũng của Pháp, để Đức Bà là một đúng nhà thờ Đức Bà đó, đó chỗ đối diện.